Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 29 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Trong chương trình Thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 bất thường nhằm xem xét thông qua một số nội dung quan trọng do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Điện Biên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 33,05%, giảm hơn 4% so với đầu năm 2019. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mời quý vị và các bạn đến với thành cổ Quảng Trị năm xưa qua ký ức của các cựu chiến binh. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 29 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 bất thường nhằm xem xét thông qua một số nội dung quan trọng do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mùa Á Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Lò Văn Huân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Hoa, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp lần thứ 13, kỳ họp bất thường, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua 6 nội dung quan trọng do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình như báo cáo quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý, bổ sung dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020. Tham gia thảo luận và cho ý kiến vào 6 nội dung nêu trên, hầu hết các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều nhất trí và biểu quyết thông qua các tờ trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Tuy nhiên, đối với việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, một số đại biểu còn băn khoăn về khả năng huy động vốn và vận động nguồn vốn, vì dự án dự kiến có tổng mức đầu tư tới khoảng 1.100 tỷ đồng. Trong khi đó, hiện tại tỉnh mới huy động được 100 tỷ, nên sẽ khó khăn trong việc huy động vốn cho các dự án. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn An, nguyên Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ do chuyển công tác, Đại tá Hoàng Hải, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Nguyễn Đình Giang, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải nghỉ chế độ hưu trí. Đồng thời đã bầu bổ sung Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: sau kỳ họp này, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết đã được thông qua. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, tổ chức giám sát xã hội và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đã được thông qua. Tôi cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ngành đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới. Chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi. Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Xin trân trọng cảm ơn. Sau quy trình nhân sự tái cử cấp ủy huyện, ngày 29 tháng 4, Đảng bộ huyện Mường Trà tổ chức thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, quy trình được tiến hành qua 5 bước theo đúng chỉ thị số 35 CTTVK của Bộ Chính trị. Tại các hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ nhất, thứ hai và hội nghị Ban thường vụ huyện ủy đã tiến hành bỏ phiếu kín theo đúng quy định. Qua đó, Mường Trà đã lựa chọn 37 trên 41 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện nằm trong danh sách nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy huyện Mường Trà khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2020,
Chiều ngày 29 tháng 4, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dâng hoa thắp hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1. Đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là công tác phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nguyện tiếp tục phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia có hiệu quả các chương trình dự án của tỉnh, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 4 lịch sử này, khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, chúng tôi có dịp gặp mặt một số cựu chiến binh hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Tân Thành, thành phố Điện Biên Phủ, nghe họ kể về những kỷ niệm sâu sắc trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở vào giai đoạn ác liệt, tháng 12 năm 1969, chàng thanh niên Nguyễn Xuân Chiến đã xung phong lên đường nhập ngũ. Sau một thời gian huấn luyện, ông Chiến được biên chế vào đơn vị chiến đấu trực thuộc mặt trận Bình Trị Thiên, tham gia các trận đánh giải phóng Tây Nguyên và hòa cùng đại quân tiến về giải phóng Sài Gòn. Với hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, trải qua nhiều chiến trường với nhiều trận đánh ác liệt, nhưng với người cựu chiến binh với hơn 45 năm tuổi đảng, mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại thành cổ Quảng Trị là những dấu ấn sâu đậm nhất trong cuộc đời quân ngũ của ông. Đồng chí trung đoàn trưởng giao trực tiếp cho coi như tối nay nào hàng rào vướng chân để địch coi như vướng vào là bắn, mà trong khi địch nó vướng vào thì coi như thế là vừa bắn, chúng tôi là vừa bắn vừa cười, nó sung sướng làm sao, địch nó tiêu diệt được địch mà. Thế thì đến 4 giờ sáng quay ra báo cáo thì coi như đồng chí trung đoàn trưởng, đồng chí Cao Huy người Nghệ An thì đồng chí đã hy sinh ngay đêm hôm ấy, ngay lúc 4 giờ sáng hôm. Thế là về là coi như thế là có một cái, tức là đứng tưởng niệm mà lúc nào cũng nhớ đến trung đoàn trưởng. Trung đoàn trưởng coi như thế là lúc bây giờ cũng cao tuổi, nhưng mà phải nói là đồng chí phải nói là một là người chỉ huy, phải nói là rất trên dưới rồi quan tâm đến anh em cán bộ cấp dưới. Phải nói là tôi thấy là ở chiến trường như thế này đã gây nên một cái sức mạnh cho đơn vị ở đơn vị. Cũng giống như cựu chiến binh Nguyễn Xuân Chiến, khi mới bước vào tuổi 18, chàng trai trẻ Đặng Xuân Thừa đã tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Từ tháng 12 năm 1967 đến tháng 12 năm 1972, ông Thừa chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Trong trận chiến 81 ngày đêm, tại thành cổ, khoảng trên 328.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này. Ngày cũng như đêm, trời và đất Quảng Trị đỏ rực một màu của máu và lửa. Không một nhành cây, một cành hoa hay một ngọn cỏ nào có thể sống được. Trong lịch sử chiến tranh thế giới, chưa hề có một cuộc hành quân nào mà mục tiêu chủ yếu chỉ đánh vào một tòa thành cổ và thị xã Quảng Trị rộng chưa đầy 3 km vuông. Để bảo vệ thành cổ, hàng vạn anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống, đem theo tuổi thanh xuân, đem theo bao ước nguyện hóa thân vào lòng đất. Xương máu của các anh đã hóa thân trong từng tấc đất, ngủ sâu trong lòng đất mẹ Quảng Trị. Với cái tinh thần dũng cảm chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc thì nhiều đồng đội cũng đã phải hy sinh. Anh ạ, nhiều những anh em vừa vào mới đơn vị, chưa kịp vào danh sách của đơn vị thì tối đến đi chiến đấu anh em cũng không còn nữa. Nhiều những kỷ niệm mà để chúng tôi phải chảy nước mắt ra, thương anh em, bế anh em trên tay đồng đội của mình mà không làm sao cầm được nước mắt. Anh ạ, cũng không rõ được quê quán là tuổi tác, mà đa số anh em mới 18, 19 đi bộ đội huấn luyện được 2 tháng thì về nhiệm vụ chiến đấu anh em phải vào chiến trường. Nhưng mà với tinh thần cố gắng, quyết tâm, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, anh em cũng không sợ hy sinh gian khổ, quyết tâm chiến đấu để mà chiến thắng kẻ thù, giải phóng cho đất nước. Tại phường Tân Thanh hiện có gần 250 cựu chiến binh thuộc các thế hệ cựu chiến binh chống Pháp, cựu chiến binh chống Mỹ, cựu chiến binh tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc, tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội tổ dân phố.
phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Trở về với đời thường, các cựu chiến binh mặc dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng vẫn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. Các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn cũng được các cấp hội hết sức quan tâm. Chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường Tân Thanh thực hiện cái chủ trương là quan tâm đến quyền lợi, đến chế độ chính sách đối với hội viên và đặc biệt là các cái hội viên cựu chiến binh trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Thì đối với thời kỳ chống Pháp, chúng tôi thường xuyên là đến thăm hỏi động viên, nhất là đối với những đồng chí cao tuổi hay ốm đau là chúng tôi đều có quà đến để thăm động viên các bác làm sao vượt qua và đồng thời cũng động viên các bác là vận động tuyên truyền cho con cháu chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là tiếp tục là tăng gia cải thiện đời sống để làm sao nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho hội viên của toàn phường. Trong những ngày cùng cả nước hướng về kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 48 năm ngày diễn ra trận chiến thành cổ Quảng Trị, những người lính tham gia trận đánh lịch sử như ông Thừa, ông Chiến vẫn đau đớn nỗi nhớ khôn nguôi những người đồng đội tuổi đôi mươi của các ông, cho đến nay vẫn còn nằm lại trên mảnh đất anh hùng, như lời thơ của nhà thơ Lê Bá Dương đã viết. Đò xuôi thật hạng ơi, chèo nhẹ, đại sông còn đó bằng tôi nằm, có tuổi đôi mươi thần sóng nước, vụ yên bờ bại mãi ngàn năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn công điện khẩn của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên gửi các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các công ty quản lý đường bộ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Thực hiện công điện số 480 ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 trên địa bàn tỉnh như sau. 1. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác chỉ đạo đối với các đơn vị vận tải, các đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý người điều khiển phương tiện đảm bảo an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2020. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra đối với các phương tiện vận tải hành khách tại các bến xe, các tuyến giao thông theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 3864 ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các ngành đơn vị liên quan thực hiện nghiêm hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch COVID-19 gắn liền với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung kiểm tra phát hiện, xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không đi đúng phần đường làn đường, sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện cơ giới, chở quá người theo quy định, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên các tuyến giao thông như tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 12, quốc lộ 6, quốc lộ 4H và các tuyến tỉnh lộ, tuyến đường nội thị. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, quy tắc giao thông và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là cần thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng về vận tải và đảm bảo an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận những ý kiến, phản ánh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. 2. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông thực hiện nghiêm, hiệu quả việc kết hợp phòng chống dịch COVID-19 gắn liền với công tác tuần tra kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, đặc biệt có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.
xây dựng các phương án để sẵn sàng khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tại các tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 12, quốc lộ 4H, quốc lộ 6 và các tuyến tỉnh lộ để đảm bảo các phương tiện luôn được lưu thông thông suốt trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2020. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, tuyệt đối không để xảy ra việc tụ tập đông người trái phép, gây rối biểu tình, bạo loạn, tăng cường công tác phòng chống chữa cháy trên địa bàn. 3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để nâng cao ý thức của người dân không tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, không lái xe vượt quá tốc độ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, các biện pháp để nhằm hạn chế tai nạn do xe mô tô, xe gắn máy gây ra. 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo có kế hoạch phòng cháy rừng toàn diện trên các địa bàn trọng điểm, có phương án phòng chống thiên tai theo chỉ thị số 04 ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020. 5. Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh tăng cường ứng trực trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đồng thời có trách nhiệm tổng hợp báo cáo và tham mưu biện pháp xử lý những vấn đề cấp bách đột xuất trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đồng thời chủ động báo cáo Thủ trưởng, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh để kịp thời nắm, chỉ đạo, chủ động nắm bắt, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 để gửi về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trước 15 giờ ngày 3 tháng 5 năm 2020 và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. 6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng giao thông vận tải, công an, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan trên địa bàn quản lý triển khai các nội dung yêu cầu trên, chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trong địa bàn của đơn vị mình. Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông xung yếu thuộc địa bàn quản lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Xây dựng phương án kiểm tra, giám sát hoạt động chở khách ngang sông, hồ bằng phương tiện đường thủy nội địa tại các bến đò ngang tự phát, các điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 trên địa bàn quản lý. Các sở ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo nội dung yêu cầu trên. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Mùa A Sơn. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, đặc biệt là việc tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo các đội cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp các nhà xe vi phạm luật giao thông đường bộ, cũng như vi phạm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện vận chuyển hành khách, các chuyến liên tỉnh, nội tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là việc thực hiện các quy định về vận tải hành khách liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19, như không chở khách quá 50% số ghế, việc giữ khoảng cách, yêu cầu các tài xế và hành khách phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe cho cán bộ, lái xe, phụ xe, hành khách đi xe. Chúng tôi là đơn vị vận tải hành khách thì chúng tôi cũng nắm được cái chỉ thị từ bên tỉnh cũng như đơn vị vận tải, thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ là khoảng cách giữa khách ở trên xe và nhắc nhở khách đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe, và chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các cái quy định của giao thông đề ra, và chúng tôi cũng đã làm những cái cam kết là sẽ không chở thừa số người đã quy định. Theo cái gọi là phòng chống dịch COVID thì nhà xe chở theo khách theo đúng số người theo định của nhà nước là 50% số khách trên xe, và hành khách lên xe thì bắt buộc phải đeo khẩu trang hết và dùng nước sát khuẩn khi đi lên xe, và giao tiếp thì giữ khoảng cách và cự ly là 2 mét. Sau 5 ngày thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội, qua công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến, đa số chủ phương tiện đều chấp hành đúng quy định, chở không quá 20 người. Các tài xế và hành khách đều đeo khẩu trang, ngồi giữ khoảng cách an toàn, chấp hành tốt việc phòng chống dịch COVID-19 cũng như chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Nói chung là xe thì nhà xe thì sắp xếp hành khách đến cứ một ghế, cách một ghế theo
nghị quyết của Thủ tướng thì nói chung là đi rất ổn định, sát khuẩn khẩu trang đầy đủ. Nói chung đi xe như này là rất là yên tâm. Vâng. Trong cái thời gian nới lỏng cách ly xã hội thì toàn bộ xe vận tải hành khách, xe vận tải xe taxi là bắt đầu hoạt động. Thì chúng tôi, đội trạm chúng tôi đã tăng cường kiểm tra đối với tất cả các hàng xe vận tải hành khách. Thì trong 4 ngày vừa qua thì tôi thấy thì về thực hiện về cách ly xã hội của đối với xe vận tải hành khách là rất tốt. Trên xe là người cách người thì gần 2 mét, mà mỗi người lên xe mà không có khẩu trang là lái phụ xe người ta cũng cấp khẩu trang cho mọi hành khách. Hai nữa là tới tiếp tới là nghỉ 30 tháng 4, một năm là thời gian nghỉ 4 ngày. Đấy, thời gian dài đâm ra là lượng hành khách nó đi lại thì, trên các phương tiện thì nó sẽ đông. Thế chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với những cái phương tiện mà không chấp hành theo chỉ thị của Thủ tướng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, xác định lượng người và các phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, song song với công tác tuần tra kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách, chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã và đang kết hợp tuyên truyền cho các chủ phương tiện, tài xế và hành khách về tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vận động hành khách nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề như chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường làn đường, chở quá số người quy định, lái xe khi có nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lồng ghép nhiều chương trình, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các giải pháp để giảm nghèo hiệu quả. Tính đến hết tháng 3 năm 2020, toàn tỉnh có trên 43.000 hộ nghèo, giảm hơn 4.200 hộ nghèo so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 33,05%, giảm hơn 4% so với đầu năm 2019. Để đạt được kết quả này, tỉnh Điện Biên đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách dự án giảm nghèo, đảm bảo hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách xã hội được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, mua sắm phục vụ các nhu cầu thiết yếu, đầu tư xây mới, tu bổ và nâng cấp hệ thống cấp và lưu trữ nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn dùng quanh năm và sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia thông qua các nguồn kinh phí hỗ trợ nhà nước và đóng góp của nhân dân. Vận động huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Và đến đây chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.